Ngày 10 tháng 10, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký quyết định số 1166 bổ sung danh mục dự án và kiện toàn ban chỉ đạo nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải. Cụ thể, bổ sung các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải gồm dự án đường bộ cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang, dự án đường bộ cao tốc Hòa Liên - Túy Loan, dự án đường bộ cao tốc Dầu Dây - Tân Phú, dự án đường bộ cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, dự án đường bộ cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương, dự án đường bộ cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Chân Thành, dự án đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu, dự án đường bộ cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh. Thủ tướng Chính phủ cũng quyết định kiện toàn ban chỉ đạo nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải. Theo đó, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà là Phó trưởng Ban Thường trực, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Doãn Anh Thơ làm Ủy viên Ban Chỉ đạo.